Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thành phố Hồ Chí Minh thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 15, riêng quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc quận 12 theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Lực lượng vũ trang thành phố, đặc biệt là cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quận Gò Vấp và quận 12, tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo cách ly xã hội phòng chống dịch. Hơn 10 ngày qua, ngày nào đồng chí Nguyễn Chân Bình, chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường 3 quận Gò Vấp cùng với các chiến sĩ dân quân phường luôn có mặt tại chốt phòng chống dịch trên đường Nguyễn Kiệm, điểm kết nối giữa quận Gò Vấp với quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Các anh phối hợp với lực lượng công an, y tế, đoàn thanh niên hướng dẫn người dân khai báo y tế và kiểm soát chặt chẽ người phương tiện ra vào theo đúng quy định. Đã thực hiện kế hoạch phối hợp giữa Ban Chỉ huy quân sự quận và công an quận, thì Ban Chỉ huy quân sự phường cũng có cử một cán bộ và ba đồng chí dân quân phối hợp với cảnh sát giao thông và công an phường và y tế phường. Bên cạnh đó là phối hợp luôn cả đoàn thanh niên và các ban ngành đoàn thể ra để hướng dẫn cho người dân kê khai y tế. Đó, thì sau khi kê khai y tế xong thì sẽ cho người dân lưu thông. Trong đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 lần này tại thành phố Hồ Chí Minh, quận Gò Vấp trở thành tâm dịch của thành phố, đặc biệt tại địa bàn phường 3, nơi có trụ sở của Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng, điểm phát sinh ổ dịch lớn nhất thành phố, khiến hàng trăm người lây nhiễm. Để thực hiện tốt cách ly xã hội phòng chống dịch theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, cùng với tổ chức hàng trăm cán bộ chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ tại các điểm phong tỏa, điểm cách ly tập trung, Ban Chỉ huy quân sự quận Gò Vấp đã huy động gần 100 cán bộ chiến sĩ phối hợp triển khai 11 chốt trên các trục đường chính để kiểm soát, hạn chế người và phương tiện ra vào quận. Chấp hành chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc cách ly xã hội tại phường Thạnh Lộc theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ huy quân sự quận 12 đã thành lập sở chỉ huy phía trước tại Ban Chỉ huy quân sự phường Thạnh Xuân tiếp giáp với phường Thạnh Lộc để nắm chắc tình hình, kịp thời chỉ đạo giải quyết các vụ việc xảy ra trong quá trình thực hiện cách ly xã hội trên địa bàn. Từ ngày 31 tháng 5, Ban Chỉ huy quân sự quận 12 huy động bộ đội, dân quân cùng trang thiết bị phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai 49 điểm chốt chặn, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào phường Thạnh Lộc. Tại mỗi chốt, lực lượng vũ trang quận trực 24/24 giờ trong ngày, đảm bảo người dân không được ra vào địa bàn, trừ những trường hợp theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Quán triệt cái tinh thần chống dịch như chống giặc, đặc biệt là lực lượng vũ trang quận tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong phòng chống dịch. Tăng cường lãnh đạo chỉ đạo có công tác tuyên truyền, giáo dục, thông tin định hướng cho tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ lực lượng dân quân tự vệ nắm chắc nhiệm vụ và tinh thần dịch bệnh có cái chuyển biến phức tạp, nâng cao ý thức trong phòng chống dịch, thực hiện nghiêm các biện pháp như là 5K cùng với các cơ quan ban ngành, đoàn thể địa phương, chính quyền địa phương đẩy lùi dịch COVID-19, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ và trên giao. Quán triệt phương châm chống dịch như chống giặc cùng với cả hệ thống chính trị và nhân dân, lực lượng vũ trang thành phố ngày đêm bám chốt, chủ động khắc phục khó khăn, gian khổ và nguy cơ lây nhiễm, tích cực tham gia làm nhiệm vụ phòng chống dịch với tinh thần trách nhiệm cao nhất, quyết tâm khống chế, ngăn chặn thành công đại dịch.